Thưa quý vị, thiệt mạng vì ngộ độc thịt cóc đã xảy ra rất nhiều, nhưng mới đây khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương lại tiếp nhận một ca bệnh nhi ở Hòa Bình bị ngộ độc nặng do ăn thịt cóc. Chị gái của bệnh nhi do ăn quá nhiều và ngộ độc nặng đã tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo các bác sĩ, ngày 31 tháng 5, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận bệnh nhi 11 tuổi, nhập viện trong tình trạng buồn nôn nhiều, ly bì, chân tay lạnh, rối loạn nhịp tim, huyết áp hạ. Các bác sĩ xác định bé bị ngộ độc do ăn thịt cóc và đã tiến hành cấp cứu. Kết quả sau 2 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện. Theo lời kể của người mẹ, vợ chồng chị đi làm ăn xa, hai con gái ở nhà cùng bà ngoại. Khoảng 8 giờ tối ngày 30 tháng 5, hai chị em bé Mây rủ nhau đi bắt cua và có bắt được một con cóc rồi mang về tự nấu cho nhau ăn. Sau khi ăn khoảng 2 tiếng, cả hai chị em có cùng biểu hiện nôn liên tục, ly bì và được gia đình chuyển ngay vào bệnh viện huyện rồi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Tại đây mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu, nhưng do ăn nhiều hơn em nên chị gái của bé Mây rất nguy kịch và không qua khỏi. Cũng theo bác sĩ, thịt cóc chứa nhiều đạm và kẽm thường được người dân chế biến cho trẻ ăn với hy vọng là sẽ giúp trẻ không bị suy dinh dưỡng, bị còi xương. Do đó, rất nhiều người lựa chọn món ăn này. Tuy nhiên, một số bộ phận như là gan, trứng, da, mủ, mắt và hạch, thần kinh dọc hai đốt sống lưng của cóc chứa chất cực độc dễ gây chết người. Chế biến ở nhiệt độ cao cũng khó bị phân hủy. Nếu sơ chế thịt cóc sai quy trình có thể dẫn tới ngộ độc, thậm chí tử vong. Bên cạnh đó, cóc rất bẩn và có nhiều giun sán ký sinh trùng, vì thế người dân không nên sử dụng để làm thực phẩm.